Hi, Mận xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống Ở Đất nha. Thì hôm nay gia đình Mận đi lên thành phố lớn là ở thành phố Osnabrück á mọi người. Thì Mận sẽ đi mua một tí đồ thực phẩm của tiệm Việt Nam châu Á mình á, đỡ mua một tí gạo, mắm, muối, đỡ bỏ ở bên này trước khi về Việt Nam mọi người. Đỡ khi mà mình đi về Việt Nam rồi đó, mình qua thì có gạo, có mắm, muối mình ăn, mình không có phải lo mọi người. Với lại cái thời gian mà mình về Việt Nam á, rồi mình qua lại á, là mình lo cho các con đi học hành đồ á, cho nên là cũng không có nhiều thời gian, rồi đi làm rồi nó bẩn chặt lắm mọi người. Cho nên thì hôm nay gia đình Mận sẽ đi đến tiệm châu Á lớn nhất ở thành phố Osnabrück mua. Nhưng chưa đến đó thì Mận vào cái tiệm mà chuyên bán học tập, sách vở, túi sách đồ cho trẻ em học á mọi người. Thì con gái nhỏ của Mận bây giờ hè là nó về Việt Nam nó chơi, rồi sau đó đó là anh qua lại là bé đã vô lớp 1. Cho nên là Mận sẵn tiện á, Mận vào cái tiệm đây nè, Mận đang đi quay quay quần quần nè, là cái tiệm này là cái tiệm chuyên bán đồ cho học sinh. Thì Mận sẽ mua, trước tiên mua cái túi sách để cho bé vào lớp 1. Còn vở sách cặp đồ, mua cái túi, cái cặp chứ quên. Còn vở sách bút đồ á, là khi qua là nhà trường đưa mua gì gì, là lúc đó mình mới biết ngỡ mình cầm cái tờ giấy đó mà mình đi mua. Thì bây giờ Mận sẽ quay cho tất cả mọi người xem cái cặp sách mà bé đi học nha. Nãy giờ là Mận cũng đã chọn rồi, nói chung là cũng chọn nửa tiếng đồng hồ mới ra cái cặp đó. Thì giờ Mận sẽ quay cho mọi người xem cái cặp đó nó như thế nào và giá tiền bao nhiêu nha. Đây mọi người, đó, chỉ tìm ra được một cái cặp, lấy năm cái cặp mang túi sách như thế này nè, mà chọn đúng một cái như thế này thôi. Rồi con quay lại cho ông bà cô chú xem. Rồi con chạy coi thử đi nó có nhẹ không, nhẹ không. Good. Rồi, sử dụng sao. Cái cặp đây trước tiên là nó nặng á nha, là 780 gram nha mọi người. Cái độ nặng á, nói ta lên. Đây á, anh bây giờ tôi biết không? Đây á, là mình kéo xuống rồi lên là nó mở ra. Rồi đây có etui. Trong đó nó có cái gì? Trong đó etui có cái gì? Wow, à, ở trong đây người ta kèm cho bút màu luôn ha. Ở đây là tiền. Đựng tiền ha. Ở đây là tiêu của Mỹ. Ở đây là lì nhái. Ở đây là một cái bút. Ở đây là anh biết trả lời. Ở đây là kleine malen, kleine buntstifte. Ở đây là große buntstifte. Dạ, còn trong này, trong này có cái gì? Trong tay là, trong tay không có cái gì. Nhưng mà cái túi mở ra cho bà cô chú xem luôn chứ. Đó là cũng đựng bút đồ nha mọi người. Ở đây, ở trong tay là cái gì? Không có cái gì. Dạ, yeah. Rồi còn trong này. Ở trong này nha mọi người, cái túi này á, thì Mận mua là cái túi hiệu. Hiệu đây, hiệu này là nổi tiếng ở bên đất này và nó cũng khá là đắt chứ không có rẻ nha mọi người. Và ở đây là người ta đỡ cho mình, đỡ mình ghi tên nè, tên rồi số điện thoại, đỡ ví dụ con mình có cái gì là nhà trường sẽ nhờ mở ra rồi gọi điện cho mình, hoặc là mình làm một cái, mình đưa nhà trường một cái số điện thoại để nhà trường liên hệ cho mình khi mà con mình có chuyện gì xảy ra đó. Nó đi kèm theo một cái túi đựng sport nha. Đây cái túi này là đựng sport nè. Khi mà con mình có giờ sport á, mình bỏ quần áo sport vô đây.
giày đồ hay là đi bơi đồ đó. Đó là một cái túi đó kèm với hai cái đựng bút. Trong này thì nó có một ngăn lớn mình đựng sách vở, và ngăn nhỏ này. Còn ở bên này thì mình đựng đồ ăn, nước uống. Đồ ăn, nước uống cho Kinder. Đó. Còn bên này mình cũng có thể mình đựng giấy thá tình thuốc đồ á. Mình đựng giấy, đựng gì muốn đựng gì đựng. Cái này là giá nó bao nhiêu này, nói bao nhiêu anh quên rồi. Cái này giá nó bao nhiêu? 269 euro hả? Cho 270 quay, 269 là 270. Tính ra tiền Việt Nam mình một cái cặp này là 5 cho bạc 25 đi, mà 2 bạc 25 là 200 là 5 triệu. Cái kia 60 mấy đồng nữa. 6 triệu mấy. Cái cặp đây 6 triệu mấy, 7 triệu ông bà cô chú. Đó mọi người. Ở đây là toàn bộ túi sách nha. Ông xã mà ông đang chuẩn bị cho ông nhỏ ra tạ tiền. Hello đại ca. Hello. Đó toàn bộ là túi sách. Cỡ nào cũng có. Trong này là sách vở bán đầy đủ, không thiếu một cái gì hết á mọi người. Thì mặn chỉ quay sơ sơ qua về cho mọi người xem thôi nha. Ở đây là tiệm lớn ở trên Osnabrück nè. Đây mọi người, mặn đã đến tiệm châu Á Việt Nam mình rồi nha. Ủa giá tiền đâu ba mày? 5kg 17 euro. Ở đây là tất cả là hàng gạo nha mọi người. Đó, gạo mình cứ 5kg 17 euro. Nhưng mà cái bay gạo, mặn mua cái gạo này nè, ăn nó dẻo dẻo, nó thơm thơm. Nó gạo Ngọn Tháp nè. Nó là một bao 18kg nha. Giá tiền bỏ nhiều. Chắc cái này qua 47 euro. 18kg 47 euro nha mọi người. Đu đủ. Rồi con lấy mang rồi, vậy con lấy đây. Con tới con lấy đi. Cái chai ớt này 455ml. Giá nó 2 đồng 99. Cái loại ớt này cay nha. Còn cái loại xanh này là nó ít cay hơn. Mắm chai nhỏ 1 đồng 99. Nhưng mà mắm mực mà mắm chai lớn thì 3 đồng 30. Mua cái chai chả giò này nữa nè. Cái chả giò này con mặn rất là thích ăn. 3 đồng 95 sen nha. Mai về nhà cái con nhà má má mua bỏ nhà. Giờ đây đâu rồi? Giờ về đi tìm mua đồ gì không biết. 500g 2 đồng 99 sen nha mọi người. Và cái bì cô tiên cô nàng vậy nè. Bánh tráng Việt Nam. Lấy 10 bịch nha, 10 bịch là được 11, 2. Lấy 10 bịch. Cái trên này là 10 bịch tặng bịch nha. Bánh tráng mè đen. Giá nó là 3 đồng 30 sen. 300g. Còn cái bánh này, cái bánh mè nhưng mà có mấy con rút rút nhỏ nè. Thì giá của nó là 2 đồng 99 sen, cũng 300g. Cái loại này thì mắc hơn. Cái loại này mấy chục sen. Dạ. Này bún sợi từ bé hả? Lấy bún lấy phở luôn hai cái. Này 2 đồng 20 sen. Nhưng mà ở dưới tiệm Á Đông, ở dưới mặn thì bán tới 2 đồng 88 sen. Đúng rồi, hôm qua em mua 2 đồng 88 sen. Em mua một bì vậy anh. Ở nhà hết á, mặn mua. Đúng không ba mày? À đúng rồi nó. Phải không? Chứ không phải cái này. Cái này nhỏ quá. Cái này không phải. Đó, cái loại này. Lấy 10 lọn phở này luôn. Anh lấy kia nè. Cái này là 400g. Giá của nó là 2 đồng 45 sen. Một bì mua 10 tặng 1. Mấy rồi anh?
Anh Hội lấy mấy bịch thôi, anh Hội mình còn. Anh Hội một bì của nó đó là 340 gram, giá của nó 2 đồng 89 cent. Anh lấy mấy bì thôi, ở nhà còn bì. Tại vì bên Hội nhà mặn ít ăn, ăn heo quay heo đồ mình mới ăn, chứ còn bình thường không có ăn không nữa mọi người. Giờ mặn lấy chai nhỏ dầu hào 510 gram, 4 đồng 69. Còn này là 454 gram, là 3 đồng 50 cent. Đó, bột ngọt Việt Nam mình đây. Đây là hàng tủ rau rồi nha. Giờ anh mua cái gì đây? Mua rau cỏ gì? Ba cái nấm đùi gà này là 2 đồng 30 cent. Giờ đâu có cá, không có thấy giá đỡ này à. Này đồng mấy, 2 đồng diện bị. Này, trứng bắp thảo 6 cái như thế này là 6 euro. Bột gạo Klebrai là bột năng 400 g 1 đồng 40. Nên mọi người, đây gia đình bằng sĩ nè. Sĩ một xe luôn. Trèo xuống đi con. Ai mọi người, nãy giờ gia đình mặn đi chợ Á Đông cũng như là đi tiệm bán túi sách cho nhỏ chuẩn bị nhập học á mọi người. Nãy giờ đi quần quần, nói chung là đi từ lúc 10 giờ sáng, 11 giờ sáng hả anh? Tới bây giờ là mấy giờ? 2 giờ rưỡi, 3 giờ kém rồi. Bây giờ đói bụng mặn, hai đứa nhỏ lại quay lại thích ăn KFC của Mỹ nè, có mặt tại Đức. Và KFC này nằm ở Osnabrück nha mọi người, ở thành phố Osnabrück. Chứ không phải ở dưới mặn đâu, không phải dưới Rainer đâu. Đó, chùa cái tiệm trên này lớn hả ba mày ha? Muốn ăn cái gì con ăn đấy. Rồi hai chị em ăn đi. Đói bụng không? Dạ. Đó, đói bụng đẻ ha. Hay mọi người, hai đứa con gái mặn á, hỏi ăn gì, ngồi ra đùi gà pho mít hay là KFC thôi, ngồi ra không muốn ăn một cái gì hết á. Gây lớn hôm nay là đòi đi ăn này nữa nè. Nhà mặn suốt ngày ăn pho mít với lại đùi gà chiên hay là gà rán. Ở đây là nước uống thoải mái nha mọi người. Đây mặn quay cho mọi người xem. Anh mua phần này phần gì đây? Ồ, cũng cũng gà, cũng toàn là gà với khoai tây không à? Đi gà không hả? Đây chỗ này là vô để ăn uống á, ăn thì trả tiền, uống thì trả một lần thôi nha, trả một lần thôi, rồi còn muốn uống bao nhiêu thì uống. Cứ nhấn vào muốn uống gì đó là nhấn vào là nó ra. Có cần em phụ bưng không? Project. Ủa cái ly đây sao thấy lớn dữ rồi, lớn hơn cái ly kia hả? À cho, dạ ba mày mua suất ăn lớn hả? Còn cái kia suất ăn family, family thì cho cái đây nhỏ hơn. Còn cái ông xã mà một mình ổng á, thì cái này nó to hơn. Mời tất cả mọi người nha, phần anh chưa ăn mà anh mới cái ăn ké của ba mẹ con ở bên này thôi. Chứ còn phần của anh là mới vừa bưng vẫn còn nguyên si nè. Thôi mặn cũng mời tất cả mọi người ăn với gia đình mặn nha. Ồ cái này còn nhiều. Đây mặn nói đói con mắt nha mọi người. Đây mặn mua family nè, nhưng mà mặn thấy sao nó ít. Biểu ông xã mua thêm một phần của ông xã nữa, ai ngờ qua coi quá trời đồ luôn. Có thay lý cho để chăm ông cho con mình nè. Em quay mặt ra đây cho sao nhìn về đường buổi sáng ấy mà. Có cây không? Cây rồi, nó cây rồi. Đâu không, đâu phải không? Đúng không? Không có cây đúng không? Hả? Có cây không? Trả lời nhanh gọn. Yeah or deny? Có sáp không? Listen? Yeah. Nhưng mà con ăn được không?
Được không được? Bây giờ trong bà cô chú coi nó có tiêu không? Đâu ta đem ra đây, quay qua đây, quay mấy mẹ nè. Đâu đưa đó, đó. Ông bà cô chú nhìn thấy đâu cây đâu. Thấy không? Đâu có tiêu rồi gì đâu. Rồi thôi con ăn đi. Gia đình mặn đi mua sắm cũng như là ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi. Bây giờ là cho các con ra ngoài công viên chơi một tí xíu. Công nhận cái công viên ở thành phố lớn có khác mọi người. Nó quá rộng và quá lớn luôn. Quá trời kinder luôn á. Người ta đến đây quá trời trời. Bạn thấy ở đây hầu như mấy con thỏ nhiều nhất. Mấy thỏ không? Người ta còn bỏ cho mấy cái bàn để ngồi ăn uống rồi đó. Con gái mặn á, con gái mặn chạy xuống đây nè. Đẻ không? Good. Rồi hai chị em đi coi thử có được không? Coi kìa nó lắc lắc kìa. Đây, chơi nè, chơi kiểu lắc lắc đi đi qua thử có được không con? Đó, ra ra đu sáp đạt. Sáp, ô đà nái. À, Victoria, đỡ chị đi trước rồi ta con. Lắc lư phóng xuống. Đưa mấy mẹ đi thử nè. Ồ, Victor giỏi dữ không? Đẹp coi. Bây giờ con. Hai đứa trèo được không? Thử đi, cứ thử sức đi. Không được. Này. Nó đau hả? Đau thôi. Đó con trèo được một ít rồi con.